Sau khi đi vào rừng để hái măng, ngày 30 tháng 8, ông Ca Sơ, 56 tuổi, sống tại làng Tà Lài, xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, để lại đống măng tre và 3 đoạn cây cắm xuống đất từ thấp đến cao, báo hiệu đã đi lạc. Theo thông tin từ gia đình, ông Ca Sơ đi vào rừng theo hướng về phía khu bào sấu rừng Cát Tiên, tiếp giáp tam giác suối Ràng, rừng Mã Đà. Khi đi, ông không mang nước, cơm mà chỉ mang gùi với con dao để lấy măng nắm. Sau đó không thấy ông trở về nhà. Người dân trong làng đã vào rừng đi tìm kiếm và phát hiện nhiều vết chân trên đất, nghi là vết chân của ông Ca Sơ, một đống măng tre bị bỏ lại và 3 đoạn cây cắm xuống đất từ thấp đến cao, báo hiệu đã bị lạc đường. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích.